các bạn để làm viết câu lệnh SQL Server thì các bạn vào new query cho cô. Đúng không ạ? New query. Đây. Thì lưu ý là như này. Cái mà các bạn gõ ở trên cái màn hình này thì cô gọi là script. Cô gọi là script. Hiểu không ạ? Và các bạn làm cái này thì các bạn lưu lại, nên lưu nó lại thành một file script. Mỗi bài các bạn lưu lại một file, lần sau các bạn mở ra, nó chính là cái thư viện, là cái tài nguyên các bạn ha. Và nếu các bạn làm không có xong, các bạn có thể lưu lại và về bữa sau các bạn mở ra làm lại, làm tiếp. Các bạn lưu nó lại, Ctrl S. Cô sẽ lưu lại ở trong cơ sở dữ liệu. Đây. Cái này là cô để là demo câu lệnh select. Cái đuôi của nó sẽ là đuôi .sql. Đây, demo câu lệnh select.sql. Đấy. Và cái file này lần các bạn mở, các bạn chỉ cần mở trong SQL Server là được. Hoặc là nếu các bạn không muốn mở SQL Server, các bạn click chuột phải và mở bằng Notepad cũng ok. Ok. Và lưu ý các câu lệnh của nó các bạn viết liên tiếp từ trên xuống dưới. Các bạn đừng có viết câu này lại xóa, lại viết câu khác, không cần. Tại vì mỗi lần thực thi các bạn chỉ cần bôi đen cái câu lệnh đấy các bạn thực thi thôi. Đúng không ạ? Giả sử cái này các bạn đang ở Master, không ở Adventure World. Thì bây giờ cô muốn sử dụng Adventure World thì các bạn dùng câu lệnh gì đấy ạ? User. Use, chứ không phải là user đâu nha. Use Adventure Work. Có gợi ý, nhấn gõ go. Cô sẽ nói các bạn tại sao lại có cái từ go. Từ go thì nghe là chạy, nhưng mà nó làm sao? Thì các bạn, khi nãy các bạn thấy là cô chạy một lúc, là cô chạy hết toàn bộ đúng không? Đây, cô sẽ demo lại cái bài khi nãy các bạn coi để cô giải thích cái từ go trước nha. Open, cô open cái file khi nãy. File khi nãy cô để cơ sở dữ liệu và là quản lý bán hàng đúng không? Ok. Đây, câu lệnh khi nãy cô thêm vào đây. Thì các bạn thấy là cô chạy là cô nhấn execute, cô chạy hết từ A tới Z luôn. Và các bạn thấy nó không hề bị lỗi. Đúng không ạ? Không lỗi, một phần là do thứ nhất là cách viết, thứ hai nữa phải có cái từ go này. Thì vậy, từ go này là như nào? Bây giờ cô sẽ demo nếu như không có go, nó sẽ bị lỗi như nào nha. Cái go này, nó đảm bảo rằng khi các bạn gửi một câu lệnh SQL lên, nó phải thực thi trọn vẹn câu lệnh đấy, sau đấy nó mới thực thi câu lệnh tiếp theo. Hiểu không ạ? Vậy cái nào gửi trước nó thực thi trước, cái nào gửi sau nó thực thi sau. Ok. Rồi, trong trường hợp mà không có go thì sao? Các bạn copy cái này sang một cái mới nha. Trong trường hợp không có go thì sao? Bây giờ giả sử như cô ghi là quản lý bán hàng. Cái này cô ghi là quản lý bán hàng. Thì nếu như cô để như thế này, nó sẽ hiểu là cái này nó sẽ là một nhóm câu lệnh hoặc là một câu lệnh đơn. Nó hiểu là nó thực thi một lần. Thực thi xong, cô mới được thực thi cái này. Hiểu không ạ? Gặp từ go nó phải thực thi hết cái này ở trên, xong đấy nó mới thực thi cái tiếp theo. Hiểu không ạ? Còn nếu như không có từ go, cô xóa đi. Đấy. Thì nó sẽ thực thi cả nhóm này luôn. Hiểu không ạ? Nó thực thi một lần. Và thực thi một lần tại vì hai câu lệnh nó thực thi một lần, nó thực thi như thế nào? Cái cách làm việc của hệ điều hành nó sẽ là như này nè. Đương nhiên nó sẽ tạo câu lệnh, chạy câu lệnh này trước. Chạy câu lệnh này trước, nhưng câu lệnh này các bạn biết là khoảng thời gian để các bạn tạo một câu lệnh, tạo một cơ sở dữ liệu thì thời gian nó dài hơn là việc sử dụng một cơ sở dữ liệu. Tức là khi sử dụng thì cơ sở dữ liệu có rồi, ta chỉ dùng thôi. Thì cái câu lệnh này thời gian ví dụ chiếm 1 mili giây.
thì câu lệnh này nó chiếm khoảng 1 giây để nó làm. Hiểu không ạ? Vậy thời gian để làm cái này nó lâu hơn thì nó sẽ làm như này nào, nó chạy. Câu lệnh create nó bắt đầu nó start nó chạy. Nó chạy khoảng được 20 giây. Thì nó ưu tiên câu lệnh user nó chạy. Đây này, cái này khoảng 20 giây thì nó câu lệnh này là câu lệnh create. Sau đấy nó mới chạy tiếp câu lệnh user. Đấy là cách hoạt động của hệ điều hành đấy các bạn. Nghĩa là nó có những cái phiên làm chạy, những kiểu cái processor nó xử lý. Cái này chạy trước, xong cái kia nó ngắn hơn, nó ưu tiên cái kia nó chạy. Hiểu không ạ? Và cái này ngắn hơn nó chạy trước. Vậy cái này chạy chưa xong thì câu lệnh này đã chạy xong rồi. Có hiểu không ạ? Vậy câu lệnh create này chưa kịp chạy xong thì câu lệnh này đã chạy rồi. Có hiểu không ạ? Mà chưa xong thì đã có database này chưa? Chưa có database này. Chưa có database này thì câu lệnh này đương nhiên bị lỗi. Các bạn chạy thử nha. Tôi để cả hai cái này tôi execute. Lỗi chưa? Database này không tồn tại. Hiểu không ạ? Tại vì chưa có. Nó bảo lỗi ngay. Ok. Vậy bây giờ ta thay nè. Nếu các bạn để cái này go, tức là nó đảm bảo phải câu lệnh create chạy hoàn thành, nó mới chạy tiếp câu lệnh sau. Hiểu không ạ? Đấy. Còn user này không cần go cũng được. User này go để nó chạy tiếp câu lệnh sau thôi. Hiểu không ạ? Còn trường hợp này không cần go cũng ok. Execute cái. Hết lỗi chưa? Hết lỗi chưa? Ok. Thấy không? Đã tạo đây rồi. Refresh cái, nó có đây rồi. Được chưa? Rồi xóa đi, không cần dùng. Ồ, xóa thì không được, tại vì cái này đang gì? Đang dùng. Đó. Xóa, delete đi. Đã hiểu câu lệnh go chưa? Đấy, bởi vậy, tắt cái này nhé. Bởi vậy các bạn thấy là sau mỗi câu lệnh các bạn luôn luôn để go, để đảm bảo rằng nó chạy hoàn thành. Đúng không ạ? Tại vì mấy câu lệnh, cái tốc độ hay là cái thời gian chạy nó khác nhau. Thời gian để xử lý câu lệnh nó khác nhau. Câu lệnh insert thì không cần mỗi câu lệnh một cái. Bởi vì sao ạ? Đó, nó insert từng dòng thì không cần. Đây, insert một loạt luôn. À, đấy. Go. Sau mỗi câu lệnh các bạn sẽ có là có từ khóa go. Hiểu chưa? Hiểu từ khóa go chưa? Đấy. Cái thứ nhất. Rồi bây giờ ta sang demo cái của chúng ta. Đó là ta dùng adventure work. Mỗi lần các bạn chạy từng câu lệnh đơn, các bạn chỉ cần bôi đen và nhấn execute thì nó sẽ chạy. Đúng không ạ? Và các bạn nhìn thấy là khi chạy user adventure work thì adventure work nó phải nằm ở trên này. Đồng ý không? Đấy, cái này chuyển mới được nhá. Còn các bạn gõ ở đấy không được đâu. Các bạn gõ xong các bạn phải thực thi nó, execute nó mới được. Nhiều bạn là gõ xong tưởng gõ được rồi, không phải, gõ phải chạy. Đúng không ạ? Ok. Rồi. Bây giờ ta sẽ xem nó có những cái bảng gì. Ví dụ khi nãy ta có bảng employee. Thì câu lệnh đầu tiên cô muốn chỉ các bạn đó là câu lệnh select sound from. Select sound from employee. Khi nãy có employee không ạ? Không có. Hình như là không có được bảng employee. À xin lỗi, đây bảng này. Các bạn coi nó có những cái bảng gì. Human resource. À có employee. Các bạn có human resource chấm employee. Đúng không ạ? Thế okay. Gõ đầy đủ chưa? Ok. Và câu lệnh này thì ta muốn chạy nó, ta bôi đen nó. Execute. Nó lấy gì đấy ạ? Lấy tất cả các cột. Thấy không ạ? Và nó lấy tất cả các dữ liệu. Ok. Và kết quả của lệnh select các bạn thấy là nó là cái bảng gồm các cột và các hàng. Được không? Chưa? Rồi vậy cái sao này là cái gì? À đúng rồi. Thay vì liệt kê cột ra thì ta để sao. Sao là lấy hết tất cả các cột ra. Các bạn thấy cái vị trí sao nó nằm ngay ở giữa select và from. Đúng không? Thì nó đại diện cho cột. Và sao có nghĩa là lấy hết tất cả các cột. Đúng không ạ? Rồi. Cái thứ hai, các bạn muốn lấy cột nào đó thì các bạn chỉ cần liệt kê cột ra thôi.
Ví dụ tôi lấy là employee entity ID. À xin lỗi, business chứ cô gọi nhìn sao nhìn đây. Business entity ID. Cột thứ nhất. Cột thứ hai. Các cột phải cách nhau dấu. Dấu phẩy. Ví dụ như là các bạn có job title. À, national ID. Rồi cái job title. Đấy, cứ cách nhau dấu phẩy thôi. Hay là các bạn có login ID. Và các bạn lấy tuần tự, các bạn lấy cái thứ tự của nó, không nhất thiết phải đúng ở trong bảng. Lấy hết thì để sao? Đó. Ok. À, lấy hết thì để sao? Ok. Và các bạn bôi, các bạn chạy nhé. Được chưa? Đây. Và cái này nè, được gọi là lọc theo cột nha. Bình thường tôi để sao tôi lấy hết. Bây giờ tôi lọc, tôi lấy từng cột ra. Cái này tôi gọi là lọc theo cột. Và ta hay nói là lọc theo chiều dọc. Đúng không ạ? Bây giờ đến lọc theo chiều ngang thì sao? Lọc dữ liệu. Lọc theo hàng. Nghĩa là lọc theo dữ liệu. Bây giờ lọc dữ liệu thì lọc như thế nào? Lọc dữ liệu thì ta dùng mệnh đề query. Tôi sẽ lấy tất cả các cột hoặc là một số cột từ bảng employee where khi mà hay là nơi mà khi mà tôi có một cái điều kiện gì đó. Hiểu không ạ? Đó, bây giờ ta xem nào, cái where nó làm cái gì. À, tôi viết lại câu lệnh select sao đi các bạn nha, để các bạn có nào. Select sao from, không phân biệt chữ hoa chữ thường nha. Human resource chấm employee. Đó là câu lệnh thứ nhất. Câu lệnh thứ hai ta sẽ lọc theo theo cột. Câu lệnh thứ ba ta sẽ lọc theo hàng, là có mệnh đề where với cái điều kiện. Các bạn nhìn nào. Ở đây các bạn thấy là có bao nhiêu dòng ạ? 290 dòng đúng không? 290 dòng. Đây. Bây giờ tôi sẽ nhập là tôi chỉ tìm những cái anh nào mà có cái business entity này nè, nhỏ hơn 50. Hiểu không? À. Select sao from where business entity ID nhỏ hơn hoặc bằng 50. Tức là nó chỉ lọc mà anh này nhỏ hơn 50 thôi, nhỏ hơn bằng 50 thôi. Các bạn chạy thử nhé. Có đúng 50 không? Được chưa? Ok. Đấy, cái này là lọc. Rồi, tôi có thể thêm cái nữa là order by, là sắp xếp. Sắp xếp theo cái national ID được không? Ờ. Order by. Sắp xếp thì có hai trường hợp sắp xếp, một là tăng dần, hai là giảm giảm dần. Tăng dần là ASC, ascending. Thì cái ASC này, à xin lỗi, phải sắp xếp cái gì nữa chứ? Xin lỗi, national ID number. Cái này là ASC. Con giảm dần là descending, là DESC. Ok. Bôi đèn. Có đúng giảm dần không? Đúng không? Ờ. Nhưng mà nếu không nói gì cả, không nói gì cả, thì nó sẽ là lấy cái giá trị ngâm định. Mà ngâm định là AS ASC. À, không nói gì thì nó ngầm định là ASC. Tăng dần. Đúng chưa hả? Hiểu hiểu không ạ? Đấy, thì sắp xếp thì bao giờ cũng có hai loại thôi, tăng dần hoặc là giảm giảm dần. Ok. Được chưa? Rồi. Ơi.
Ờ. À đấy hả? Cái số này lớn số này đúng không? Bởi vì nó sắp xếp theo chuỗi. Cái này là chuỗi đúng rồi, nó so sánh nè, số 1 đâu, nó đứng trước số 2 nè. Còn nếu mà kiểu integer, integer thì nó mới sắp xếp theo số. Còn cái này là nó là kiểu chuỗi. Cái ID này là kiểu chuỗi, không phải là kiểu số. Rồi, bây giờ cô sẽ xem cái level nè. Đây nè, đây nó sắp xếp đúng nè. Cái level này ít quá. Cô sắp xếp theo ngày nè. 2 date nha. Đây, 2 date nè. Đúng không? Đây, nó sắp xếp theo ngày. Thì nó sắp xếp đúng, cái này tăng dần. Có phải là 98 đúng không? À, 88 nè. 87 nè. Đến 74 nè, đến 59. Ôi sao kỳ nhỉ? À đây, bớt đây, cô xin lỗi đây. Có 206 nè, 207 nè, 209 nè. Đúng không? Cô hết hồn. Đúng không? Cái này sắp xếp đúng rồi nè. Thấy chưa? Đấy. Còn cái này là gì đấy? Cái này là chuỗi. Hiểu không ạ? Nó là chuỗi. Nó sắp xếp theo chuỗi. Rồi. Ok, không sao. Các bạn hỏi thoải mái. Các bạn hỏi thoải mái. Thắc mắc. Mấy đứa này phức tạp ghê. Đúng rồi. Hay đúng rồi. Nói nữa là không vàng nè. Được phép hỏi chứ không được phép cãi nhau. Ngồi dậy đi bây giờ. Im. Im rồi, nghe nghe. Nó chở kỳ vậy. Ờ, chở kỳ cục. Đi đó. Thảo nhớ. Bác sĩ. Các bạn về nhà làm ơn các bạn. Các bạn làm mở cho cô cái tool xong rồi bạn cắt những cái đoạn mà cãi nhau đi la ra nha. Nếu không cãi nhau nó dài lắm á. Cắt đi ra. Đang quay mà. Giờ cho nên là các bạn cắt ra ha. Cắt cho cô cái khúc nào mà xàm xàm nó cắt hết ha. Ừ. Rồi, tiếp nha. Demo tiếp nè. Cái mình đề que này nó nhiều lắm các bạn. Mình đề que điều khiển này nó nhiều lắm. Các bạn có các cái toán tử làm việc với mình đề que. Toán tử thứ nhất. Nhìn nè. Toán tử thứ nhất là toán tử. Đây. Toán tử so sánh bằng nè, khác nè, lớn hơn nhỏ hơn, between and like. Cái thứ nhất. Và nếu mà bằng lớn hơn khác gì đấy thì dễ đúng không? Còn cái between and thì nó như thế nào? À, nằm ở trong khoảng đúng không ạ? Rồi, like. Like thì nó để làm với chuỗi. Mà khi làm việc với like thì ta phải có toán tử này. Thì từ đại diện so sánh với like. Thì bây giờ cô sẽ làm like trước, sau đấy cô sẽ between and. Cô bây giờ làm việc với like trước ha. Mình đề like thì nó sẽ có một số ký tự thay thế hay là gọi ký tự đại diện. Ta gọi là win card character. Thì có ship gạch phần trăm, dấu móc vuông và móc vuông ở trong có số mố. Cô sẽ làm việc như sau. Tìm, ví dụ như cô tìm về job title. Job title này. Ví dụ select. Where? Job title. Ví dụ các bạn chính xác, các bạn tìm chính xác luôn. Các bạn để dấu bằng. Để dấu hai nháy. Nhớ là số thì các bạn không để trong nháy, mà ký tự text các bạn phải để trong nháy. Ví dụ tôi lấy là anh marketing này. Được chưa? Tôi copy, à, tôi chạy run. Excuse. Thì nó tất cả lấy tất cả những anh là marketing assistant thôi. Đúng không ạ? Còn những cái khác không lấy. Ok. Rồi.
Nhưng mà bây giờ tôi không nhớ cái job title là gì. Vì tôi muốn lấy là những anh có chữ, những cái gì mà có chữ P ở đầu. Hiểu không? Có P ở đầu. Thì tôi sẽ để P. P ở đầu. Và cái này các bạn để là like. Toán từ like. Không thể để dấu bằng trong trường hợp này là sai. Và cái này các bạn để sau là phần trăm. Thì cái ký tự phần trăm này được gọi là ký tự đại diện cho cái gì? Cho một cái chuỗi đằng sau. Bất kỳ độ dài nào và bất kỳ ký tự nào. Nghĩa là bao nhiêu ký tự cũng được. Đằng sau cái chữ P thì bao nhiêu ký tự cũng được. Và ký tự gì cũng được. Thì ta để phần trăm. Phần trăm nó rất là dễ đúng không? Chạy một cái. Thì lấy ra tất cả những job title mà có chữ P ở đầu. Đây. Purchase. Đúng không? Cái anh này cũng có chữ P. Cái anh này cũng có chữ P. Đúng không ạ? Thì tôi lấy tất cả những cái gì mà có chữ P ở đầu. Ok. Rồi. Ví dụ như tôi lấy cái chữ là ân. Có chữ AN nè. AN. Miễn là có chữ AN thôi. Còn trong đó thì trước ký tự gì cũng được, sau ký tự gì cũng được. Vậy ở giữa nó có chữ ân là được rồi. Có lẽ nhiều cái có chữ ân á. Đây ân nè, nhiều lắm. Đây engineer manager cũng có ân nè. Ồ ân nhiều lắm. Ân nhiều lắm. Ân quá nhiều đúng không? Ờ. Rồi Ian có ai không? Ian có mấy anh? À. Có một anh này có. À đây có Aquality này cũng có gì đấy ạ. Technician. Đúng không? Thấy không ạ? Nghĩa là nó sẽ tìm, nó sẽ tìm đằng trước và đằng sau. Đằng trước bao nhiêu cũng được, đằng sau bao nhiêu cũng được. Và miễn là ở trong nó xuất hiện thôi. Hả? Được. Các bạn thấy đằng sau này chỉ nó là kết thúc mất rồi. Đúng không? Nếu nó chỉ lấy ở kết thúc thì các bạn bỏ cái này ra. Và nó chỉ có mấy anh này thôi. Đúng không? Đấy, chỉ có mấy anh này thỏa mãn thôi. Đúng không ạ? Vậy cái này cô đang giới thiệu cái gì ạ? Dấu phần, phần trăm. Còn dấu ship gạch thì sao? Ship gạch nè. Bây giờ các bạn xem nè. Cô sẽ chạy cô coi cái gì dùng ship gạch hợp lý nha. À, cái trường hợp này dùng ship gạch nó hơi khó. Tại vì sao nó nhiều quá. Cô dùng ship gạch nó hơi khó. Thì cô sẽ dùng cái một cái bảng khác. Đó là cái bảng personal. Personal các bạn đâu ạ? Cô select nha. Cô select để cô kiểm tra nè. Select sao from person chấm person. Đây. Anh này thì có gì đấy ạ? Có first name. Đúng không? Đấy thì cô sẽ tìm nè. Có cái title. Cái title này là cái danh của anh ấy là nữ hay là nam hay ông hay bà, đúng không ạ? Đúng ạ, đàn ông hay bà. Thì cô sẽ select như này. Select sao from person chấm person where cái title like. Giả sử như cô lấy Mr. Và sau đấy cô có mấy cái ship gạch ạ? Có Mr. Có một ship gạch. Đúng không? Thì đằng sau cái ship gạch này là cái gì cũng được. Miễn là một ký tự thôi. Cô hiểu không ạ? Còn nếu hai ký tự là không có ra. Thì tôi sẽ lấy này chạy này. Nó lấy tất cả những anh Mr.
là một ký tự. Còn hai ký tự thì sao nè? Con lấy miss hai gạch chân thì nó sẽ lấy cả cái anh miss nữa. Miss nè, thấy không? Mister nè, miss là mister. Nhưng ba ship gạch thì là anh khác rồi nha. Mrs, có ta có Mrs đúng không? Ba ship gạch thì có anh khác, có anh Mrs. Giờ mới ra nè, là đằng sau chữ M sẽ có ba vị trí, hiểu không ạ? Và ba vị trí này là cái gì cũng được, có hiểu không? Ok, rồi. Trường hợp thứ nhất, vậy cô vừa đề môi các bạn cái gì đấy ạ? Cái ship gạch và dấu phần trăm. Còn dấu móc vuông là cái gì? Dấu móc vuông là à, một vị trí. Cô sẽ lấy anh first name đi. À, first name like. Đây, giả sử cô để là vị trí đầu tiên. Dấu mốc vuông thứ nhất, các bạn phải hiểu nó đại diện cho một vị trí thôi. Và khai báo đằng trong. Ví dụ cô khai báo chữ K và chữ T. Một vị trí thôi. Và vị trí đấy hoặc là K hoặc là T. Ký tự ở cái vị trí này nè, vị trí đầu tiên này nè. Hoặc là K hoặc là T. Tất cả ký tự khác không được. Thì nó sẽ lấy ra cái gì? Cái sau này cô để phần trăm nha. Nó lấy ta ra tất cả cái first name mà có ký tự đầu là K hoặc T. Còn anh R này không được, anh này không được, anh G không được, anh D không được. Hiểu không ạ? Hiểu không? Rồi chạy nhá. Cô đúng là tất cả K hoặc T, K hoặc T không? Order by cái là các bạn nhìn ngay nè. Order by first name. Nhìn ra liền ha. Nó chỉ lấy tất cả những anh là K. Nhiều quá. Hoặc là, trời ơi, mệt mỏi luôn. Hoặc là T. Được chưa? Những cái khác có không ạ? Không có. Có hiểu chỗ này không? Sao? Được. Để phần trăm trước. Nhưng mà cái này nó nhiều lắm. Hiểu không? Để phần trăm trước. Ta lấy chính giữa. Trời ơi, nó nhiều quá, tôi nhìn không ra. Có chữ T không? Ừ. Hoặc các bạn nếu muốn như vậy thì các bạn sẽ để là chữ R chẳng hạn, đúng không? R. Nó chỉ lấy chữ bớt nè, đúng không? Ồ, xin lỗi. R phải mấy ký tự á? Hai ký tự. Một ký tự là E và một ký tự là R. Tức là bắt buộc chỉ một E, một R thôi. Nhưng mà như này thì vô nghĩa. Như này thì viết như này cho rồi. Hiểu không? Hiểu không? Đó, như này thì viết như này cho rồi. Hiểu không ạ? Đấy. Đấy, nó chỉ lấy những anh R thôi. R, hiểu không? Đó. Cô đang demo cái gì đấy ạ? À? À rồi, ok, tiếp nha. Rồi. Cô sẽ lấy tất cả những ký tự mà có chữ K, chữ T đồng ý. K hoặc T. Và ký từ đằng sau của nó là gì đấy ạ? E hoặc A. Thì nó sẽ giảm bớt đúng không? Xin lỗi. E hoặc A. Cô bấm gì mà nó ra cái gì ta? Rồi. Nghĩa là hai ký từ đầu nó phải thỏa mãn à? Ký từ đầu K hoặc T, ký từ sau E hoặc A là được, đúng không ạ? Nó sẽ lọc bớt. Lọc bớt. Chạy nha. Có phải KA mới ra đúng không? KE mới ra đúng không? Có KE không? Ồ, có KE không ạ? Không có, nó lọc bớt rồi các bạn nha. Có KE là Kelly. Ra. Rồi TA. TA đúng không? Nó lọc bớt hoặc TE. Rồi. Trường hợp này hiểu chưa ạ? Một cái ô vuông nó đại diện cho một ký tự. Và ký tự đấy, trong đấy hoặc là một trong những ký tự các bạn liệt kê ra. Hiểu không? Còn trường hợp này thì sao? Nó là phủ định. Trường hợp này là phủ định. Nghĩa là nếu như các bạn để số mũ ở đây,
Đúng rồi. Lấy những cái gì lấy, miễn là không có K và T thôi. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Lấy cái gì cũng được, miễn là không có hai anh cha này. Ok. Để giống cách bình thường. Giống cách bình thường. Được chưa? Đúng rồi. Nghĩa là các bạn có A rông, có D, có gì đấy. Bỏ chữ A đi nha. Chạy lại nè. Mất chữ A chưa? Hiểu không? Nó không liệt kê chữ A nè. Hiểu chưa? Ok. Cái này được gọi là lọc. Lọc theo hàng nha. Được chưa? Cô đã giải thích cho các bạn 4 ký tự ha. Được chưa? Rồi. Cô sẽ giải thích tiếp về cái between và end. Sau đó cô sẽ dừng. Và buổi sau cô sẽ nói về cái group by nha. Group by nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. À, bây giờ cô sẽ nói đến cái gì đây ạ? Từ khóa là between end, các bạn nhìn nào. À, cô muốn lấy ra, cô lấy quay lại cái, thôi được rồi, cái này đi. Đây, cô lấy cái I business I entity ID này luôn này các bạn nè, cho dễ ha. Cô muốn lấy ra những cái anh nào nằm trong khoảng này, Where cái business entity ID between nằm trong khoảng between 0, 1 and 50. Bôi này chạy 1 and 50, coi đúng chưa? Đây. Rồi between, ví dụ cái between 150 tới 500. Bôi 150 tới 499. Anh 500 không có rồi. Chắc chắn không có anh nào 500. Muốn biết có anh 500 hay không, tôi sẽ select như này các bạn nè. Đâu? Tôi select mà cái này không phải between mà bằng luôn. Hiểu không? Bằng 500 luôn. Xem có không? À, bôi cái nha. Có không ạ? Không có. Có nghĩa là tôi chạy từ 150 đến 500. Các bạn thấy nó khuyết mất về 500. Ok. Và between end này nó sẽ tương đương với câu lệnh này các bạn ạ. Các bạn nhá, tương đương. Lớn hơn hoặc bằng. Và nhỏ hơn hoặc bằng. Có đúng không? Có đúng không? Nó nằm giữa khoảng 150 đến 500. Có nghĩa là nó sẽ lớn bằng 150 và nhỏ hơn 500. Ok chưa? Ok không ạ? À? Rồi, hai câu lệnh này tương đương nhau. Nghe nè. Hai câu lệnh này tương đương nhau. Cô sẽ demo các bạn một câu lệnh nữa nè. Câu lệnh này không nhắc vào sách. Câu lệnh này không nhắc vào sách nhưng sẽ sử dụng nhiều sau này. Câu lệnh như này. Nếu cô chỉ lấy muốn lấy là 150, 500, 200, 300 thì làm sao? Tôi chỉ lấy là 150, 500, 200, 300 thì tôi phải làm sao? Đúng các bạn. Nếu tôi lấy 500 nè, 150 thôi, cô lấy 4 dòng thôi, 500, 150, 200, 300 thì bây giờ tôi phải làm sao ạ? À? Phải que 4 lần. Không được. Câu lệnh mình được que xuất hiện 1 lần thôi. Phải. Có ý kiến khác không? And
làm gì có anh nào rồi en nha, tôi sẽ giải thích tại sao en không được nha. Đúng rồi, tại sao en không được, làm gì có anh nào mà có vừa business value là cái này lại vừa có cái kia, đúng không? Ví dụ các bạn để là en 500 thì không có rồi, cô lấy cái, cô lấy là 150, 200. Các bạn sẽ là như này nè. Mình đưa em nó sẽ xử lý như nào? Tôi sẽ lấy tất cả những anh personal mà có business ID bằng 150 và business ID bằng 200. Làm gì anh nào có vừa business ID vừa bằng 150 và vừa bằng 200? Nó chỉ bằng 150 thôi chứ. Hiểu ý không ạ? Còn không thể nào vừa bằng cái này phải là vừa bằng cái kia. Hiểu không ạ? Cho nên chỗ này nó sẽ không lấy ra được. Hiểu không? Nhưng tôi sẽ select cái này nè. Tôi select toàn bộ những anh nào là personal mà có business ID là anh này, hoặc anh personal mà có business ID bằng anh này. Hiểu không? Hoặc nghĩa là cái này đúng thỏa mãn nó cũng lấy, cái này thỏa mãn nó cũng lấy. Nghĩa là một trong hai anh thỏa mãn thì nó đều lốt ra hết. Hiểu không ạ? Trong trường hợp này sẽ dùng hoặc. Và các bạn bôi này, các bạn chạy hoặc nhé. O. Ok. Ra hai anh chưa? Rồi. Đấy, không phẩy được. Trong trường hợp này không dùng được toán tử phẩy. Phẩy chỉ dùng khi nào ạ? Lấy cái cột ra thôi nhá. Còn điều kiện này nó chỉ có một mình declare và tương tự một điều kiện. Và điều kiện này có thể kết hợp bằng nhiều cái điều kiện nhỏ. Hiểu không ạ? Đó, cái này o tiếp. Business ID bằng ví dụ như 250 chẳng hạn. Đúng ạ? Ra bài anh chưa? Và câu lệnh này nó tương đối dài. Cô có thể thay thế bằng câu lệnh như sau. Các bạn nhìn nào. Cô sẽ thay thế bằng câu lệnh như sau. Cái này thay vì là, cái này cô để là in phẩy 200 phẩy 250. Muốn bao nhiêu cái phẩy bấy nhiêu cái. Nghĩa là tôi sẽ select, miễn là anh nào business ID in nó nằm trong cái này, hoặc cái này, hoặc cái này, hoặc cái này. Kể cả không có thì nó cũng không lỗi. Ví dụ cái 500 chắc chắn là không có, đúng không ạ? Không vấn đề gì. Và cái này có một cái hay nữa nè, là nó dùng được cho cả chuỗi. Chuỗi thì các bạn chỉ cần để cái nháy, nháy vào đây thôi. Nghĩa là nó vừa dùng được cho số, vừa dùng cho chuỗi, có thể ngày tháng, tất cả kiểu dữ liệu luôn. Rất là dễ dùng. Và các bạn quan trọng nữa, nó ngắn lắm. Đúng không ạ? Chạy lại nha. Phải giống nhau nha. Đúng chưa? Vậy những cái gì các bạn select nhiều cái giá trị, giá trị này đơn lẻ mà không nằm trên một giấy, đơn lẻ thì các bạn để trong in. Còn nếu mà các bạn select mà nó nằm trong một khoảng, từ khoảng này đến khoảng kia thì ta dùng between, between này, nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Có hiểu không ạ? Được chưa? Ok. Rồi buổi hôm nay bây giờ kết thúc nha. Rồi. Hơi mệt đúng không? Bây giờ cô sẽ up bài cho các bạn.